chị bóp là thích thích mèo thích thú vậy đó quý vị. Và nói vậy này, chị thích chơi là cho đuối cho mèo thì ghê nha. Cái tay của chị ấy bị vậy á mọi người, rồi này có chiếc nhẫn xuyên trăng chỉ vậy nè.
Thì ba ăn hồi nãy giờ tưởng đâu đây là loại đặc biệt không có bé. Hồi đó vừa dễ lừa. Tưởng đâu loại đặc biệt không á. Em mua sinh sinh lớn. Hồi nãy giờ mới đi đổi ra, chưa đổi ra chắc không cần nhiều đâu ha. Đã ngon. Mời thế mới đổi hay nhưng mà gọi có mấy đâu những ngon trường tồn nha bấm. Dưa hấu, bốn cùng cho mọi người. Trời ơi, mình nấu quá. Bốn cùng dưa hấu cho mọi người nha nè. Mọi người có thấy đi bàn nào có nhất là nổi là sao là cái cây tô, chứ mà làm mưa làm gió không ra bàn nào phải có bỏ gì có cho mọi người chắc cây tô liền chắc bạn.